cái qua ngủ gì nhìn nghe nếm ngửi gì đó. Thì cái nhất nông, cái nhất nông thì em lưu ý có ba loại cảm giác chính. Cảm giác sờ nông, cảm giác sờ nông thì hầu như ai cũng có rồi, ai cũng biết rồi. Cảm giác sờ nông là sao đấy? Cảm giác sờ, cảm giác đau và cảm giác nhiệt. Cảm giác sờ thì em nó chịu bắt tay nhau hay nó chạm một phần gì đó thì đó, cảm giác sờ, sờ nó thường. Rồi cảm giác đau, cảm giác đau là những cái kích thích mà gây đau á, thì người ta sẽ có những cái rối loạn cảm giác. Cảm giác đau, cuối cùng cảm giác nhiệt các em cảm nhận được nóng lạnh. Các em tự chút xíu ha, để mình làm sớm mình về sớm. Cảm giác nhiệt và cảm giác nóng lạnh thì tất cả cái này đều có cái phương pháp khám hết. Cái cảm giác nông thì cảm giác sợ không học rồi, hiểu nhớ không? Cảm giác đau là những cái gì đó? Để làm 18 mà lưu ý những cái vật nhọn đó thì nó không được gây tổn thương da. Cảm giác sợ là những gì đó khác? Rồi bên gò để khám. Cảm giác nhiệt không nóng không lạnh để khám. Chị em biết hết rồi học chi nữa. Và cảm giác sâu rồi có cảm giác sờ tinh vi. Sờ tinh vi là sao? Dù nhắm mắt lại mình tìm được đó. Rồi thứ hai cảm giác định vị khớp. Định vị khớp là lưu ý khi mà các cảm giác định vị vị trí khớp ha, thì mà bệnh nhân phải trả lời đúng tất cả các lần. Nếu mà ta trả lời mà năm ăn năm cua thì như vậy nó cũng đúng. Trả lời chỉ cần sai một hai lần, dù em hỏi năm lần mà trả lời sai một hai lần là khả năng là cảm giác định vị khớp là có vấn đề, vị trí khớp là có vấn đề. Và cái thứ hai là bệnh nhân hợp tác, ví dụ như anh khám em ha, em trả lời xạo mà anh chịu thôi, giờ sao vậy? Xuống mà kêu mắt lên thì đâu có thành gì được cái đầu đó. Quan trọng là như thế phải là, và cuối cùng là cái cảm giác quan trọng là cảm giác rung âm thoa. Rung âm thoa thì em có đem theo cái rung, có cái rung âm thoa để em nghe, dù là khoảng 512 hoặc là 256 hoặc 8 hẹn thì nó sâu quá. Cảm giác tạng là những cảm giác ở vùng nào, hại bồi nói vùng nôn cảm giác đau tạng thì em học cái đầu tiên chiếu nghe đó chắc thú vị không? Tại ví dụ đau thừa hố chậu, nhưng mà thường người ta đau thượng vị trước, sau đó người ta mới lan xuống dưới là do cái gì? Đúng rồi, do cái dây thần kinh tạng mà chi phối ruột thừa nó đi chung với lại cái dây thần kinh ở ngay cái vùng da vùng thượng vị, nên người ta bị cảm giác nhầm chỗ đau. Là cảm giác đặc biệt thì đây là vai trò của mấy dây thần kinh sọ. Gửi là dây thần kinh số mấy? 1 nhìn thị giác, rồi nếm thị giác, rồi tốt nghe thanh bằng. Chắc mới học cho tới y năm hỏi nhớ rồi cái hình quan trọng cái cảm giác này hình này là hình hay nhất và được tiền khóa luôn rồi, tiền khóa. Thì đây là cảm giác sợ, cảm giác áp lực, cảm giác đau nhiều, cảm giác nông, con đường cảm giác nông. Thì đầu tiên cái neuron đầu tiên nó sẽ đi từ cụ thể và da, cụ thể và da để đi vào gì không? Để sao? Thực ra nó đi vô dây thần kinh trước. Nó vô đám rối trước rồi nó vô rễ sau, mà nó chung thì nhớ em cho nó nhanh vào rễ sau. Thì ở rễ sau á, nếu mà cảm giác nông á hay là cảm giác đau nhiệt á, nó sẽ gì? Em lưu ý nó sẽ bắt kéo qua đối bên. Ví dụ cảm giác ở tay nó đi vào rễ C6, rễ C6 sẽ bắt kéo qua đối bên.
cái lưu ý cái đường tắt chéo nữa em, tại sao người ta không vẽ thẳng mà nó vẽ hơi xéo xéo lên, nó xéo lên một hai phân, xéo lên và sau đó nó đi vào đó có ó gai rồi thì đối bên nên cảm giác nông quần với nhát sờ cảm giác đau nhiều, nó sẽ tắt kéo qua đối bên thì nó đi vào ó gai rồi thì đối bên. Em thấy không, cái đường này nè, thực chân em phải thay đổi mấy sơ đồ ha. Cảm giác đau nhiều rồi đi vào rễ sau ha, đi vào rễ sau thì nó bắt kéo qua đối bên ở ngay nét trắng trước. Cánh trước là cái phần mà ống trung tâm ở ngay chỗ hình chữ H là sợi bị sống ha, rồi đi vào bó gai đồ thị bên đối bên ha, rồi tới đồ thị thì nó kết thúc ở đồ thị ở nhân bụng sau bên ha, nhân bụng sau bên lên vỏ não ở đâu, hồi gì hồi sau trung tâm. Rồi tương tự như vậy, cảm giác sờ cảm giác áp lực cũng vậy ha, đi vào neuron đầu tiên ở xúc giác ở da, rồi đi vào neuron thứ hai là ở rễ sau sau đó là bắt kéo qua mắt cách thứ tư bên, đi vào bó gai rồi thì trước ha. Rồi sau đó hợp với cái bó gai đồi thị bên này, rồi đi vào nhân bụng sau bên đồi thị và tới hồi sau trung tâm, ngược lại hái lại cảm giác sâu, cảm giác vuông thoa, cảm giác vị trí khớp ha, cảm giác vuông thoa, cảm giác vị trí khớp. Mình nói từ từ để cho em nắm cái hình này ha, thì nó cũng đi vào rễ sau luôn, nhưng mà khi mà nó vào tủy sống rồi nó đi thẳng lên luôn chứ nó không bắt chéo. Em nhớ cái đặc điểm này ha, cảm giác sâu thì nó không bắt chéo, nó đi thẳng lên luôn, đi thẳng lên ở bó gì, bó bột sau, bột sau là ở phần sau tủy sống ha, thì nó kết thúc ở khớp nối hành não tủy sống, nhưng thon nhưng kem thì ở khớp nối hành não tủy sống nó bắt chéo và đối lên, tức là tới hết tủy sống nó bắt chéo nha mấy em ha, lưu ý cái này nha, hết tủy sống nó bắt chéo ha, kéo rồi nó hợp với lại cái gì, hợp với bó gai đồ thị, lên đồ thị không? Có nghĩa là cái cảm giác sâu á thì nó sẽ đi thẳng vào cuộc sống và đi lên cùng bên, tới hết tỷ sống bắt đầu nó bắt kéo vào đối bên, rồi nó hợp với lại cái hai cái bó gai đồ thị trước và đồ thị bên á, đi vào đồ thị, đó là lúc đó là đường nói chung rồi ha. Thì nếu như vậy thì cái lâm sàng mình để ý, nếu như một bệnh nhân bị tổn thương tỷ sống ở bên đây đi, tủy sống bên đây ha, đã tổn thương tủy sống bên đây thì người ta sẽ gì, mất cảm giác cao nhiệt ở đối bên tổn thương, nhưng mà mất cảm giác sâu ở gì vùng bên, đồng thời với đó thì lúc nãy mình học bài vận động là các em thấy là đó, cái bó tháp nó cũng đi trong tủy sống ở gần đây luôn, thì lúc đó người ta sẽ liệt vùng bên tổn thương, mất cảm giác sâu vùng bên, nhưng mà cảm giác cao nhiệt là sẽ mất đối bên. Em nắm được cái này không, để sau này mình đi lâm sàng mình biết. Em cam khám thấy ca đó tự nhiên cái liền cái chân phải, liền chân phải rồi mất cảm giác sâu chân phải, nhưng mà còn cảm giác nông ở chân trái cũng được thấp, còn em xin lỗi, còn cái nông ở chân phải luôn, mất cảm giác đau gì cái chân phải, tự nhiên hai bên nó kỳ kỳ đó, thì lúc đó là do là cái cơ chế này đó, cái sinh lý của cái phần cảm giác. Em nắm được không? Nhắc lại lần nữa ha, cái bảy là quan trọng nha. Thì cảm giác đau nhiệt neuron đầu tiên là ở đâu, ở rễ mà da ha, đi vào rễ sau, rồi bắt đầu tiếp hợp với neuron thứ hai ở rễ sau, sau đó nó sẽ bắt kéo vào mép cánh trước, bắt kéo nhưng mà nó trên một con, đi vào bó gai đầu tiên bên cùng bên, đi thẳng lên một con, đi thẳng lên thân não, đi thẳng lên đầu tiên, từ đầu tiên neuron số 3 bắt đầu tỏa ra bó não. Cảm giác sờ ở đây nó xài được xúc giác, nhắc sờ với áp lực vậy thôi, cũng đi vào để sau, sau đó bắt kéo qua đối bên, kéo qua đối bên, đi vào bó gai đồi thị trước, cùng với lại bó gai đồi thị bên, rồi đi thẳng lên đồi thị, đồi thị kết thúc nhân bụng sau bên, kết thúc bỏ não, cảm giác sơ cấp hồi sau cuộc sống. Ngược lại, cảm giác sâu cũng cảm giác rung pha, cảm giác bị thiên khớp ha, thì cũng đi vào rễ sau luôn, nhưng mà vào cuộc sống này sẽ cùng bên cũng không bắt kéo, đi thẳng lên luôn, đi thẳng lên qua tới khớp nối hành não tủy sống rồi mới bắt kéo qua đứa bên, đi vào bó điểm trong rồi kế bên cái bó này, đi thẳng lên gọi là cảm giác đối bên. Rồi mấy em nắm chưa, thành ra nếu mà tổn thương não hoặc là thân não thì sẽ mất cảm giác đối bên tổn thương luôn, mất tất cả các loại cảm giác luôn, còn tổn thương tủy sống á, ví dụ tổn thương tủy sống bên đó, bên nào thì sẽ mất cảm giác sâu bên đó, nhưng mà mất cảm
nhắc nhiệm, đau nhiệm của thôi. Em lưu ý hai cái đường mà nông với sâu này nó nói chung là cảm giác sờ sờ thô sơ là bỏ cái đồ thị, cảm giác sờ tinh vi là ở cuộc sâu, sờ sâu hay là sờ tinh vi quá ha. Thành ra cảm giác sờ trên lâm sàng mình yếu như nào mình mất đó. Vì giả sử có tổn thương bỏ cái đồ thị còn cuộc sâu thì từ còn cảm giác sờ tinh vi từ, cho nên khi mà làm mình đáng cái ông nào làm mà thấy yếu hai chân hai chân năm tức là liệt không hoàn toàn, thấy mất cảm giác sờ đi là không khám được, là nắm vững cái sinh lý là quan trọng. Người ta chỉ mất cảm giác sờ khi nào khi nó cắt cái ruột hoàn toàn, còn những tổn thương mà không hoàn toàn hầu như là cảm giác sờ nó vẫn còn, nhưng mà cảm giác đau gì thì chắc chắn không. Lưu ý đó là vì vậy. Rồi, nhớ chưa ha, nhớ hình này ha. Rồi đây là cụ thể từng đường nữa ha. Thì đây là cảm giác sờ, cảm giác nó sâu hay cảm giác cột sâu ha, thì gồm có cảm giác sờ tinh vi, cảm giác khớp bị diễn khớp và nhất định cái thời điểm nó luôn qua. Thì đây neuron số 1 thì nó ở rồi nó đi vào cột sau đó nha, hình cụ thể lúc nãy đó ha, để sơ đồ chung cả hai đường nó hình cụ thể vào rễ sau, nhưng mà nó không bắt chéo ha mấy em ha, nó đi thẳng lên trên luôn rồi tới cái khớp nó hành não tủy sống này bắt đầu bắt chéo qua đối bên đây ha, kéo là liền trong đây, nó đi vào gai đồ thị sau đó tới quả là cảm giác nói được ha. Thì cảm giác sau cái này là cụ thể sơ đồ lúc nãy đó ha. Và đây là cảm giác nông ha, cảm giác đau và cảm giác nhiệt độ ha. Thì cụ thể ở ngoài da, đau gì ở ngoài da, đi vào sừng sau. Sau đó em thấy nó bắt kéo vào mép cánh trước nè, mép cánh trước đối bên nè. Rồi đi vào bó gai đồi thị đối bên. Rồi bắt kéo liền luôn chứ không có đi lên trên. Rồi đi thẳng lên đồi thị, còn là cảm giác đối bên, thằng mấy em ha. Rồi đây là cái sơ đồ trong cái tủy sống để mình biết ha. Đây rễ sau. Con đường đông thì cũng vậy rồi. Rễ sau nó có các lớp đây ha. Thì rễ sau rồi vào sừng sau ha, vào sừng sau. Rồi đây là cái hệ bó gai đồi thị nha mấy em ha. Rồi cùng bỏ não cảm giác em lưu ý đó là hồi sau trung tâm ha. Đỉnh Rolando ở đây ha, thì hồi trước trung tâm là vùng vận động, hồi sau trung tâm là vùng cảm giác. Rồi để hỏi thêm cái hồi trán này là vùng gì? Xoay đầu mắt thì chán. Còn tuần trước đây mới là một cái vùng mà thực hiện chức năng điều hành chứ không phải tư duy gì hết. Rồi vị thái dương là điều hành quan trọng là gì? Ý nhớ với lại gì nữa? Cảm xúc. Cảm xúc là nó nằm trong cái hệ gì? Biết là hệ gì? Là gì là cảm giác ha? Thì chậm là gì? Mình lưu ý cái cơ nào mà vận động tinh vi á, thì nó chiếm diện tích càng lớn trên bộ não. Như cái cơ tay nè ha, cái bàn tay nè, tuy cái bàn tay nhỏ xíu à, tay năm ngón nhỏ xíu mà nó một vùng não rất là lớn các em nha. Và cái thứ hai là gì? Môi nào phải còn thơm ha, đây nè môi nè, không do là do là do cái vùng môi là nó chiếm vị trí rộng ở trên cái hồi á.
ngược sao em? Anh này là minh họa cái đường cảm giác nông và sâu lúc nãy thôi, không có gì. Ở đây là bó cột sau mấy em ha, những cái đường từ chân nó đi lên cùng bên ha, rồi đường từ tay đi lên cùng bên luôn, rồi tới cái tấm nó thành xong cặp chéo qua đối bên, cảm giác sâu ha, cảm giác nông thì ngược lại, đi vào xong rồi bắt chéo liền luôn, ha, rồi bắt chéo liền rồi cũng đi tới đường thị rồi tới bọn cảm giác như thế, rồi hệ cảm giác mình nó phức tạp cái chỗ cái rễ thần kinh, này là kêu là nhạc pha tôn đó ha. Thì cái rễ này thì ở ngoài tao không nhớ mấy người mà mấy sĩ chuyên về thần kinh rồi, nhưng mà chuyên về thần kinh ngoại biên đó, người ta sẽ có cái sổ tay trong túi đó. Người ta khám, người ta khám cảm giác cùng bất thường, người ta chọn là rễ nào dây nào thấy không ai mà thưởng hết cái này em nhé. Các bạn thì thôi ra ngoài nghỉ. Thì cái phân bố cảm giác của mình đó mấy em, vùng mặt á là của dây gì? Cảm giác năm một là cái gì? Cái trên mắt, năm hai gò mắt, trên năm ba là gò má dưới ha. Nhưng mà mấy em lưu ý á, cái dây số năm là nó chừa lại cái góc hàm. Góc hàm là của xe mấy? Xe 1 không có rễ cảm giác, nãy nói rồi. Xe 2 nhé em. Rồi sau đó là tới mấy dễ rễ cổ thì cái mẹo để mấy em nhớ là gì? Nếu bệnh nhân tê tới ngón cái là xe 6. Rễ xe 6, cổ 6. Tới ngón giữa là xe 7. Tới ngón út xe 3. Còn ở ngang cú là gì? Xe 4, còn ngang rốn là xe 10. Ngón cái, ngón chân cái là L5, ngón chân bụt là S. À, mình nhớ vài móc đó thôi, đừng có nhớ nhiều quá loại nữa. Đây là cái linh họa C6 thì nó đi từ đâu? Đó, nó tới ngón cái là C7 là ngón hai ngón này là C8. Cái mấy hình linh họa thôi chứ cũng không cần phải thuộc hết rồi, để dành để nhớ những chuyện khác không cần nhớ. Rồi như vậy từ cái sơ đồ đó ha thì mình thấy cái bệnh nhân sẽ bị rối loạn cảm giác như nào. Cảm giác thì trung tâm đầu tiên là gì? Tổn thương da. Thứ hai là tổn thương gì? Dây thần kinh ha. Rễ thần kinh. Thần sau là gì đó? Các bó có gai rồi thì đi ở trong xương não. Rồi cuối cùng rồi đột thì bỏ não thì bỏ não thì đứng. Rồi cuối cùng bao giờ cũng bó một cái là rất là cảm giác không nguyên nhân tâm lý. Ha, mình sẽ đi từ từ tới mình sẽ biết. Dây thần kinh ngoại biên thì lúc nãy mình học rồi đó, thì ví dụ bệnh nhân là liệt cái thứ 7 ta sẽ liệt như mình quay nó ngóc cái tay lên không được, đồng thời sẽ tê theo cái đường đi quay quay tay này nè. Bệnh nhân bị bệnh một cái thần kinh là dây thần kinh giữa thì bệnh nhân tê lòng bàn tay đó là vùng chi phối của dây thần kinh giữa ha. Nhiều dây thần kinh là trong bệnh phong lúc nãy á, bệnh phong nó có đặc điểm như là mấy em là người ta mất cảm giác từng mảng mà mỗi mảng nó là chi phối của sang thương gia, rồi bệnh rễ thần kinh, bệnh rễ bệnh lý mà gây ra cảm giác mà bị kiểu rễ thần kinh thường gặp là bệnh gì? Zona, bệnh zona nhớ em nhé. Dù em zona có một số người sức đề kháng kém,
nó nhiễm cái con herpes zoster thì nó sẽ ăn theo cái rễ rễ sau đi ra ha. Thì có người tự nhiên người ta nổi bụng nước ra từ cái món tay cá cho nó nổi rồi bồi dọc lên nổi tới cổ luôn, nó là nổi theo rễ C6 ha. Nhưng mà có một số người nổi theo rễ là năm tháng em tự nhiên nổi từ lưng ông xuống tới cái chân á. Bệnh zona điều trị rất là, nói chung là điều trị tốt được nếu mà phát hiện sớm. Và cái thứ hai nữa là khi mà đã điều trị xong rồi nó có cái chứng là đau sau zona là post herpes em đau sau zona, cái đó mà cái đau sau zona thì có điều trị. Cái bài của thầy Hùng chắc có nói điều trị đau sau zona là có điều trị chứng khủng. Và bây giờ có rất nhiều thuốc mới để điều trị, Việt Nam cũng có luôn rồi. Có những trường hợp người ta đau giả mang không thể nào chịu nổi được, người ta thì đau theo cái rễ, đau kinh hoàng, đau kinh khủng, thì người ta có cái bôi kem capsaicin bôi theo cái rễ đó luôn, vẫn đau luôn. Và các sạc thương cũng đừng bị sống em ha. Thì cái sạc thương đầu tiên mà mình hay gặp nhất là ví dụ một cái bệnh lý gì, một cái gì đó nó cắt ngang hoàn toàn đi sống, ví dụ như chấn thương các em. Mấy em mà bị một số mà bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống hay là cắt ngang hoàn toàn cái sống thì bệnh nhân nó sẽ liền và mất hoàn toàn các loại cảm giác dưới đặc biệt. Thì chỉ có trường hợp đó mình mới bị mất cảm giác sờ thôi nha, còn các trường hợp còn lại là đều phải còn cảm giác sờ. Hội chứng kinh điển thứ hai á là hội chứng cắt ngang nửa tủy hay là hội chứng Brausica. Hội chứng Brausica này á là đó là hội chứng cắt ngang nửa tủy, thì nãy có giảng cho mấy em rồi á, thì bệnh nhân sẽ có gì mất cảm giác sâu cùng bên tổn thương và mất cảm giác đau nhiệt gì ở bên tổn thương. Thì vì cái sơ đồ lúc nãy mình mới ra được triệu chứng ha, khi mà mình khám mình thấy bệnh nhân có mất cảm giác sâu bên đây mà mất cảm giác đau nhiệt bên kia là bệnh nhân hội chứng Brausica. Hội chứng Brausica này giờ kinh điển để gặp mình sẽ gặp những người mà có u tủy, cái u đó nó phía ngoài cái tủy từ nữa. Khi mà người ta yếu chân, người ta mất cảm giác, người ta mới đi khám. Rồi hội chứng 2/3 trước tủy. Thì mình lưu ý tủy sống á, thì nó có bó gai được thì mới bó cột sau nó đi phía sau đây ha. Hội chứng 2/3 trước tủy là nó chỉ bị phần trước thôi, cho nên bệnh nhân chỉ bị liệt và mất cảm giác đau nhiệt. Còn lại cảm giác sâu, cảm giác mình bị khớp và cảm giác của con khoa người ta vẫn bình thường. Hội chứng 2/3 trước tủy này là do là tắc cái động mạch tủy sống. Vì động mạch tủy sống mấy em học giải phẫu nó đi rãnh trước nè ha, rãnh trước trung tâm nè ha. Thì cái động mạch tủy sống, cái tắc động mạch tủy sống là người ta sẽ bị 2/3 trước tủy. Còn phần sau tủy là do hai động mạch tủy sau thôi. Rồi có một số bệnh nhân bị hội chứng cột sau. Hội chứng cột sau là người ta chỉ mất cảm giác sâu, còn lại vận động và cảm giác đau gì người ta hoàn toàn bình thường. Mất cảm giác sâu là sao? Để mất cảm giác định vị khớp, mất cảm giác ung khoa. Thì những bệnh nhân đó có cái đặc điểm này nè, là buổi tối người ta đi không được, người ta đâu có định vị được cái khớp, người ta đâu vị trí, người ta đâu không, buổi tối người ta bị quán gà người ta đi không được. Và cái thứ hai nữa là những bệnh nhân đó mấy em khám đó, có cái nghiệm pháp khám người có rôbe, mấy em học rồi ha, học chưa? Rôbe là khám mặt lạnh các em, thì khám là gì nè, hai tay trước ha, nếu mở mắt người ta đứng vững, nhắm mắt lại người ta lảo đảo ngã, nếu mà nhắm mắt lảo đảo ngã là rung ban dương tính, mà rung ban dương tính là do tiền đình hoặc là do cảm giác sâu. Tại vì nếu mà bị tổn thương cảm giác sâu thì tiền đình thì thị giác nó có thể bù trừ được, cho nên những bệnh nhân mà bị cột sâu á, mà ta mất cảm giác sâu thì ban đêm người ta đi cũng được, đêm người ta đi người ta té liền, người ta đâu có định vị được cái khớp, người ta đi ta được tùm lum. Rồi cái hội chứng tiếp theo là hội chứng ta bét ha. Chúng ta biết là vừa bị rễ sau vừa bị cột sau, cái này gặp trong cái bệnh nổi tiếng gì? Bệnh neurosyphilis, giang mai thần kinh. Cái hình đầu tiên này nè, hình này ít gặp nên nói sao đó, thì vừa bị cột sau vừa bị rễ sau là bị giang mai thần kinh, thì hay bị mấy em vua chúa hồi xưa đó. Còn bây giờ thì bệnh này điều trị tốt rồi, bị làm gì thuốc penicillin giờ nó có cách dễ gặp. Rồi có một cái hội chứng nữa là hội chứng rỗng ngón tủy á, là tủy sống ở cái ống sống
nó xíu à, gần như nó không chứa gì trong đó. Hoa nhão là không chứa gì hết. Có một số bệnh bẩm sinh gây ra là cái ống tủy nó rộng. Thì cái chỗ này là cái gì bắt kéo qua nha. Sợi đau nhiệt á, hãy nói đó, nhớ không? Cái chỗ rộng ống tủy này nó sợi đau nhiệt nó bắt kéo qua, cho nên người ta sẽ bị gì? Mất cảm giác đau nhiệt. À, cái trong thần kinh nó khỏe, nó cứ đúng cái giải phẫu cái chức năng mình ra cái triệu chứng thôi. Thì những bệnh nhân mà rộng ống tủy anh em, người ta mất cảm giác, chưa là mất cảm giác kiểu treo. Nghĩa là tự nhiên ha, ví dụ như em nữ tự nhiên là bị mất cảm giác ở hai bên thân mình không? Mất con đoạn từ đây tới đây thôi. Bên đây cũng mất đường từ đây tới đây thôi. Là do người ta bị rộng, do là em á bị rộng ống tủy ngay cái đoạn từ khoảng D1 cho tới D10. Thì rộng ống tủy cái đoạn đó thì chỉ mất từ đây tới đây thôi. Mất cảm giác đau nhiệt từ đây tới đây thôi, chứ phía dưới là phía trên hoàn toàn bình thường. Là khi mà mình thấy một bệnh nhân mà mất cảm giác kiểu treo á là phải nghĩ bệnh nhân rộng ống tủy. Nhất đau nhiệt của cha. Các em nắm được không? Hình nó quan trọng là nhớ hình đầu tiên đó. Mỗi ngày nhớ là hình được rồi. Sau này đi làm còn đi cứ làm việc khác nữa. Mấy ngày nãy nói hết rồi ha. Đây là mất cái đau nhiệt của cha nè các em ha. Tự nhiên có một đoạn này nó mất vậy thôi. Còn phía trên, phía dưới bình thường hết. Rồi, có một bệnh viện nói luôn với em ấy. Thêm cái này cho em là cái bệnh dây thần kinh số 5, tự nhiên tự ta khoa kêu là bệnh đau dây 5 nha. Dây số 5 là chi phối vùng mặt, năm 1, năm 2, năm 3. Nếu bệnh nhân mà bị tê đau dây 5 ở vùng năm 1 thì thường là sau zona. Mà khi bệnh nhân bị đau vùng mặt trên và mặt dưới này thì nó kêu là bệnh đau dây thần kinh, đau dây năm, thì cái đau này là đau giả mang. Tự nhiên nửa bên mặt nó đau, đau rát cổng, đau dữ dội, đau tàn bạo, đau nó mô tả sao nó mô hết. Và những bệnh nhân đó cũng nghiệt ngã, ví dụ đi chơi với bồ nó buốt má phát diện đau chói lên phát mặt lại đi tại đau quá. Rồi một cơn gió thoảng qua mình thấy mát mẻ đúng không? Nếu một cơn gió khoảng qua mặt khác là bao nhiêu là bắn người lên bị đau, thì đó là chưa là hiện tượng loại cảm đau đó em nhé. Thì đau như đâm phai cái lịch sử của bệnh này nó cũng vui là bệnh này đầu tiên là nha sĩ người ta phát hiện ra. Tại vì những bệnh nhân mà bị đau như năm đó nha, mỗi lần ta đau đi khám nha sĩ, đúng rồi, đi khám nha sĩ, cái nha sĩ ồ răng này sâu làm phát đúng cái răng đó, rồi tháng sau lại đau tiếp. Tuấn khá nữa. Đến khi Tuấn hết nửa hàm rồi á, tức là xuống hết nửa hàm rồi đó, là nhổ hết luôn là nó đi khám thần kinh, điều lấy ra là bệnh đau dây năm. Cái lịch sử của bệnh này là cái này là trong lịch sử luôn á, chứ không phải là nó chỉ tiến triển hài đó nhé. Thì đau dây năm này á thì chắc thì cũng khoái, thì cũng có nguồn khoái. Thì cái này phải điều trị thuốc, mà điều trị thuốc khó khăn là điều trị thuốc, mà điều trị thuốc chống thần kinh thì mới đỡ được. Thần kinh thì cái nhóm quan trọng là nó carbamazepine. Mà khi mấy em dùng carbamazepine thì mấy em sợ. Hãy nói cái bệnh này là rất là gặp khá nhiều trên lâm sàng. Những bệnh nhân mà lâu lâu mà đau chói vùng mặt là khả năng là bị bệnh này. Thì đau dây năm đó mấy em phần lớn là vô căn chứ không có nguyên nhân gì hết. Nhưng mà có một tỷ lệ nhỏ người ta có nguyên nhân, có những cái u ở vùng dây năm thì nó sẽ gây ra đau dây năm. Nó kêu là symptomatic là đau dây năm triệu chứng, còn nó kêu là idiopathic là đau dây năm vô căn. Rồi đi lên ha, thân não thì có cái gì đau dây năm là tuyến, đi lên nữa là đồi thị nó kêu là trung tâm chuyển tiếp các loại cảm giác của cơ thể và các cảm giác sờ, cảm giác đau nhiệt, nhắc luôn pha, nhắc vị trí khớp gì đó đều là kết thúc ở đồi thị, tức là cuối cùng nó tới đồi thị, sau đó nó mới lên vỏ não để xử lý ha. Thì khi tổn thương đồi thị á em hay gặp nhất là sau trường hợp mà những trường hợp mà bệnh nhân bị cao huyết áp, mà tăng huyết áp và xuất huyết não, xuất huyết não đồi thị á, thì thời điểm đầu người ta chỉ tê hay là yếu nhẹ thôi, nhưng mà sau đó khoảng một vài tháng, một vài năm người ta có cái hiện tượng đau nửa bên,
đau mặt, đau tay và chân nửa bên luôn, kêu là hội chứng đồi thị, hội chứng Dejerine-Russi. Dejerine-Russi cũng đau đồi thị, cái đau đồi thị là cái đau mà khó điều trị, cực kỳ khó điều trị. Ở nước ngoài người ta phải dùng cái biện pháp là rập đồi thị, dùng cái chất não sâu hoặc là những phẫu thuật mà stereotaxy nó rập đồi thị đỡ được cái đau đồi thị. Đau đồi thị là khó điều trị. Rồi cuối cùng là vùng bỏ não cảm giác. Thì tổn thương những vùng bỏ não cảm giác thì người ta cũng gây ra mất cái cảm giác trong sâu, nhưng mà phần lớn cái tổn thương bỏ não cảm giác nó sẽ gây ra mất cái cảm giác, kêu là cảm giác bỏ não. Cảm giác bỏ não là cái cảm giác gì? Cảm giác bỏ não, cảm giác ví dụ cảm giác nhận thức khối hình, cảm giác nhận thức chữ biết, cảm giác phân biệt hay diện. Đó là cảm giác là xử lý là bỏ não. Em biết cách khám cái cảm giác đó chưa? Hả? Biết chưa? Đúng rồi, người ta nhắm mắt lại. Nhưng mà điều kiện để các cảm giác bỏ não là đầu tiên cảm giác nông sâu rồi. Cảm giác sờ nông nhiều cái bình thường đã các cảm giác bỏ não. Cảm giác nhận thức khối hình đó thì mình sẽ ví dụ cho cầm cái gì chìa khóa thì biết gì đó, mình nhận ra được hay không nhắm mắt, rồi nhận thức chữ số là chữ biết, cái số trên tay thì mình biết rồi. Cảm giác phân biệt thời điểm em khá là sao, em thấy dương tính âm tính chưa, hay chị biết nói khám thì được, có thấy dương tính âm tính lần nào chưa? À, khám trên bạn hả? Ừ, tại vì cái cảm giác hai điểm nó cũng vui. Ví dụ cái tay cái cảm giác hai điểm hay ở lòng bàn tay nó khoảng phải trên 1 cm mới nhận ra là hai điểm, còn dưới đó mình sẽ nhận biết là 1 điểm. Mở lưng nó còn bự hơn, mở lưng nhiều khi ở trên 7-8 cm biết là hay, còn nếu em đâm hai nhát á, mà nó gần nhau á, ví dụ hai điểm ở gần nhau, mấy chỉ biết là chỉ một điểm, ví dụ giờ là nhân loại. Tay ra đâu? Yeah.
được. Nhưng mà cái phần quan trọng, quan trọng hơn là cảm giác đau đó nha. Đau cái tiết đầu lưỡi đó là anesthesia. Bài này thì đây ha, chỉ có